Xa thú lành thai Vinh Bát Ta Na, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đọc kinh nãy giờ cũng thấm mệt, thành ra con đỡ mic để đọc ôn bài kinh số 27 của tiểu bộ kinh của tuần rồi. Tòa Pháp Tân đã giảng dạy ạ. Kính cảm ơn huynh. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những sự nghiệp ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt chúng những nghiệp sự ấy chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, cát mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng, rực sáng. Vậy các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng là rực sáng. Ví như này các tỷ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời dương thẳng lên trời không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ giải thoát. Chỉ có vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Tỷ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng, nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 thoát, giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Ai tu tập từ tâm không phóng dật chánh niệm, các kiết sử giảm thiểu nhờ thấy sanh y diệt. Nếu tâm không độc ác đối với một hữu tình, với từ tâm như vậy, vị ấy là bậc thiện. Với tâm tư từ mẫn đối tất cả hữu tình, bậc thánh tự tác thành công thật vô lượng. Ai chiến thắng quả đất đầy dẫy những hữu tình, bậc vua chúa chân chánh như các vị tiên nhân. Tổ chức khắp mọi nơi đủ lễ tế đàn ngựa, lễ tế đàn với người, quân cọc rượu chiến thắng, lễ chốt dẹp lại, họ không tác thành được 1/16. Với người khéo tu tập tâm ý thật tự mẫn, như ánh sáng mặt trăng thắng sáng mọi gì sao,
Ai không có giết hại, không khiến người giết hại, không có chinh phục người, không khiến người chinh phục. Với tâm tư từ mẫn đối với mọi chúng sanh, ấy không hận thù đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng vừa mới vào đạo tràng, vừa mới đọc lại bài số 27 của tuần rồi Thượng Tọa đã giảng. Kính mời quý vị giơ bàn tay lên để ôn bài cũ. Con xin xuống mic. Cùng chư tôn đức tăng ni kính chào Vinh Vách Thanh Á chị Đặng Đông, và cảm ơn chị Đặng Đông cho biết tiếng điện nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy khóc bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, nhưng những sự nghiệp ấy chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm những nói đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, dĩ như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như này các tỳ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết khí hư không mờ rộng không có mây mù, mặt trời vươn thẳng lên trời không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như này các tỳ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Hãy tu tập từ tâm, không phóng dật chánh niệm, các kiết sử giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt. Nếu tâm không độc ác, đối với mọi một hữu tình, với từ tâm như vậy, vì ấy là bậc thiện. Với tâm từ mẫn, đối tất cả hữu tình, bậc thánh tử tác thành công đức thật vô lượng. Ai chiến thắng quả đất đầy dẫy hữu tình, bậc vua chúa chân chánh như các vị tiên nhân tổ chức khắp mọi nơi, đủ các loại tế đàn, lễ tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người,
quăng cọc rượu chiến thắng, lễ chốt cửa đẹp dẹp lại, họ không tác thành được một phần mười, một phần thứ 16. Với người khéo tu tập, tâm ý thật từ mẫn, như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi vì sao, ai không có giết hại, không khiến người giết hại, không có chinh phục người, không khiến người chinh phục. Với tâm tư từ mẫn, đối với mọi chúng sanh, vị ấy không hận thù, đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong, con xin gửi mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin gửi mic cho đạo tràng. Dạ, con sư Mai, con Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Mà, dạ, Nam Mô Sân Kha, dạ. Dạ, con xin đọc tiểu bộ kinh tiếp theo. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, phàm có những phước thiện sự nào đưa đến sanh y, tất cả những sự nghiệp ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, những nghiệp sự ấy chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng một phần mười sáu ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đi, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như vào tháng mười, vào tháng cuối mùa mưa và mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỳ kheo, vào cuối tháng mùa mưa, vào tiết mùa thu, hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời thẳng lên trời, không quét sạch mọi tối tăm trên trời, sáng bừng sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm được qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỳ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp gì đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một phần mười sáu từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này, điều này đã được nói đến. Ai tu tập từ tâm không phóng, chánh niệm các kiết sử dám giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt, nếu tâm không độc ác đối với sự hữu tình, đối với một hữu tình, với từ tâm như vậy, vị ấy là bậc thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này được nói đến. Ai tu tập từ tâm không phóng vật chánh niệm sử giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt, nếu tâm không độc ác đối với một hữu tình, với từ tâm như vậy ấy, vị ấy là bậc thiện. Dạ rồi, kính dâng mic đến chị Lạc Lê ạ. Dạ.
em kính cảm ơn. Con Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, và Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ cho Đại Đức Tăng, kính định lễ với cô tu nữ. Mến chào. Dạ. Con xin đọc câu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, phàm có những cái phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những cái nghiệp sự ấy không bằng một cái phần 16 từ tâm giải thoát. Chỉ có tâm giải thoát vượt qua chúng, những cái nghiệp sự ấy chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như ánh sáng của một chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng một cái phần 16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng của chùm chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những cái nghiệp vụ ấy không bằng một cái phần 16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên cái bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên bầu trời, phá tan mọi tối không, chói chang, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không một cái phần 16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỳ kheo, vào tháng cuối của mùa mưa, vào tiết mùa thu, khí hư không mở mù, mặt trời vươn thẳng lên trời không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những cái nghiệp vụ ấy không bằng một cái phần 16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỳ kheo, khi đêm đã gần, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng một cái phần 16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Ai tu tập từ tâm, không phóng dật chánh niệm, các kiếp sự giảm thuyết, nhờ thấy nếu tâm không đọc một hữu tình, từ tâm như vậy, ví như là bậc thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được đến. Ai tu tập từ tâm phóng dật, các kiết sử giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt, nếu tâm không ác độc đối với một hữu tình với từ tâm như vậy, vì ấy là bậc thiện. Với tâm từ mẫn đối với tất cả hữu bậc thánh tự tác thành công đức thật là vô lượng. Ai chiến thắng quả đất đầy dãy những cái hữu tình Chúa chơn chánh như vậy, thiên nhân tổ chức khắp mọi nơi đủ các loại tế đàn, lễ tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quảng cọc rượu chiến thắng, lễ chốt cửa về lại, họ không tác thành được mọi phần thứ 16. Với người khéo tu tập tâm ý thật là từ mẫn, như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi vì sao. Ai không có giết hại, không khiến giết hại, không chinh phục người, không khiến người chinh phục. Với tâm từ mẫn đối với mọi chúng sanh, vì ấy không hận thù
đối với các bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói là tôi đã được nghe. Sao nhiều ta? Dạ, thì con đã đọc xong. Alo, thầy xin tự mình giơ tay. Tự mình giơ tay đi rồi. Alo. Thầy xin tự mình giơ tay, thầy xin tự mình đã đọc. À, thầy vừa đúng đến giờ đó, thầy là thầy cũng thấy xin tự mình giơ tay nên thầy là xin được mời xin nha. Ok. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con Từ Mẫn, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Và con kính lễ thượng tọa Minh Hạnh và huynh Vát Ta Na cùng anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc bài chấm kinh vậy. Để con coi. Dạ, để con kéo bài xuống này. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y? Tất cả những sự nghiệp sự ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, những nghiệp sự ấy chói sáng, bừng sáng. Chói sáng, bừng sáng. Chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 của ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt quả ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này tỳ kheo, phàm có vụ nào đưa đến sanh đi, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng và rực sáng. Này các tỳ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm và hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy nên sáng. Phàm có những nghiệp nào đưa đến sanh đi, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như vậy này các tỳ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời lên trời không, quét sạch mọi tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Vì thu các tỳ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực tỳ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng các tỷ sản.
và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa ở đây, điều này đã được nói đến. Ai tu tập từ tâm, không phóng dật chánh niệm, các kiết sự giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt, nếu tâm không độc ác. Đối với một hữu tình, với từ tâm như vậy, ý là bậc thiện. Với tâm tư từ mẫn, đối tất cả hữu tình, công đức thật vô lượng, ai chiến thắng quả đất, đầy dẫy những hữu tình, bậc vua chúa chân chánh như các vị tiên nhân. Tổ chức khắp mọi nơi đủ các loại tế đàn, lễ tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quăng cọc, rượu chiến thắng, lễ chốt cửa lại. Họ không tắt. Với người khéo tu tập, tâm ý thật từ mẫn như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi vì sao, ai không có giết hại, không khiến không có chinh phục người, chinh phục. Với tâm tư từ mẫn, đối với mọi chúng sanh, vị ấy không hận thù đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, thành kính tri ân quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, còn xin nhường mic lại cho đạo hữu kế tiếp. Dạ, một. Dạ, sa thu sa thu lắm thầy xin thật tình mến. Nam mô Phật Ca Gia, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sông Khả Gia, và sau phần ổn bài. Bây giờ chúng ta sẽ học bài mới, bài số 28, Lá Mã. Trước khi cùng tỉnh từng tòa pháp tân hoàn hỷ thuyết giảng ngày 28, Phật Thân Đà xin được tỉnh pháp sư. Brahmacaloka thipati sahampati katanan thivarang aya chatha santitha sattaparyakha chatika thế sẽ tu tham măng anu cam pi măng pa chăng phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lằn rưới khắp thế gian bởi nhân cơ thích ca rõ ràng tình ngài thuyết pháp nói từ bi chúng con ngồi khắp chốn đi chi mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Dạ con vừa kính pháp sư rằng dạ con bộ kinh này 28 La Mã, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại an trú đau khổ có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp này. Hiện tại an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung chờ đợi là ác thú. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này, điều này đã được nói đến. Mắt, tai, mũi và lưỡi, thân và ý, những cửa này ở đây, tỳ kheo không hộ trì, ăn uống không tiết độ, đau khổ về thân thể, các căn không hộ trì, đau khổ về tâm tư, viễn
đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, an trú khổ như vậy, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ Nam Mô Phật Thà Gia, Nam Mô Thầm Mà Gia, Gia Thầy Mặt Đại Chúng Trong Rung. Con xin được thành kính đa cung pháp tần từ bi hoan hỷ thuyết giảng tiểu bộ kinh số phẩm 28. Nam Mô Phật Thà Gia, Gia con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp tần. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào từ tọa Minh Hành, kính chào và thân chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đông. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng hướng về Tam Bảo đảnh lễ chúng ta. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavantang Aphiwadini. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Sokhavo Phakavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibhano Phagavato Savakasankho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do Đức lễ ban bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam Mô Bụt Thà Gia. Chào cô Lạc Lê. Dạ, kính bạch chư tăng, cái bài học hôm nay đó thì chúng ta qua pháp hai chi, bài số 28 La Mã. Chánh kinh thì đã nghe Vinh Vát Thanh Á đọc cái phần chánh kinh rồi. Bây giờ thì chi pháp này, Đức Phật ngài dạy nếu mà một vị tỳ kheo đầy đủ hai pháp này thì ngay trong hiện tại sẽ là bị đau khổ, tai nạn, não hoạn nạn, có u não, nhiệt não và sa sanh quả. Đó là gì? Đó là không hộ trì các căn và không biết độ trong ăn uống. Đó là hai cái pháp mà chúng ta thấy ở đây. Kính thưa quý vị, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì vì sao mà chúng ta thấy pháp này nó rất là quan trọng? Khi nói là ở tại nước một người mà có đủ hai pháp này thì sẽ bị đau khổ, rồi nhiệt não, u não, rồi khi mà thân hoại mệnh chung á, thì sẽ sanh vào khổ thú. Cái điều này rất là quan trọng. Trước tiên đó là ta nói đến việc mà không hộ trì các căn. Thường đó là chúng ta sinh ở trong cõi dục đó, thì các căn của chúng ta tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì tiếp xúc với các trần cảnh. Trần cảnh đó là gì? Trần cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì khi mà nói là sanh ở trong cõi dục thì các căn này tiếp xúc với năm cái trần cảnh đó, do đầy đủ năm dục sắc thinh hương vị xúc đó, cho nên là khi mà các căn tiếp xúc đó, thì nói chung đó là một cái người có thu thúc các căn đó, thì dễ bị đắm nhiễm ở trong cái sự đắm nhiễm ở trong phiền não, tức là phiền não nó sẽ dấy lên do cái sự đắm nhiễm
từ ở mắt, tai, mũi, thân, thậm chí ý luôn. Vậy thì chúng ta thấy nếu mà để hình thành một sự thấy thì phải nói rằng có nhãn căn, rồi phải có cảnh sắc. Cảnh sắc đó là người hay là cảnh trí xung quanh mà chúng ta thấy, đất nước hay là cây cối hoa lá núi non, hay là cảnh vật nhà cửa vân vân, hoặc là người với nhau. Thì khi mà hình thành được một cái sự thấy thì phải có ba căn, cảnh và thức. Mà ở trong giáo lý Duyên Khởi đó thì chúng ta thấy rằng căn cảnh gặp nhau là thức khởi, ba cái pháp đó gặp lại. Tuy nhiên là có những cái pháp phụ, đó là chúng ta phải có cái ánh sáng để mình nhìn thấy, bóng tối thì không thể thấy được. Rồi chúng ta phải có sự chủ ý quý vô trong đó, chúng ta mới thấy. Chứ còn nhiều khi mình nhìn mà mình không có chú ý tới, mặc dù là cái nhìn của mình nó thoáng qua thôi, nhưng mà trong đó nó cũng có khoảng khắc ngắn ngủi chúng ta đã có sự chú ý trong đó, chứ không phải cần đợi chú ý đến cái thời gian dài mới có thể thành cảnh được. Bởi vì trong lộ trình tâm của chúng ta đó là để mà tác ý thành lộ, thì lúc đó nó lộ nhãn thức sanh khởi đó. Thì do rằng là một người mà không có thuốc cắt, kể từ đó nó là phiền não nó sanh khởi. Thí dụ như chúng ta thấy rằng khai tiếp thâu thẩm tấn đoán định, lộ ngũ tiếp thâu thẩm tấn đoán định rồi đó, thì bắt đầu là sẽ có động lực, mà động lực tác tạo thành nghiệp đó, tác tạo thành nghiệp. Mặc dù chúng ta nhìn thấy thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà quý vị thấy rằng là chúng ta thấy cảnh vật đẹp, chúng ta dính mắc vô trong đó, đắm nhiễm trong đó. Mặc dù là con người của chúng ta đó, thì chúng ta nhìn cái cảnh gì đó thì chúng ta cũng phải biết nó đẹp nó xấu, và cái đẹp cái xấu đó đó là vốn để cái nhận thức. Nhưng mà rồi đó là mình phân biệt đẹp xấu đó, thì cái trạng thái ở nội tâm của mình đó, cái phần mà gọi là để tác tạo thành động lực đó, là cái cảnh nó ưa thích hay là cái cảnh nó khó chịu, có hai cái trạng thái tâm đó. Chúng ta thấy ở trong tâm tham á, thì và thọ xả. Ở trong tâm sân thì dĩ nhiên nó có sẽ thọ ưu thôi. Trong tâm sân thọ ưu. Chúng ta nhìn cái cảnh gì đó, gặp người hay là gặp cảnh vật, thì con mắt của mình thấy bởi vì nó giống như là ở trong pháp ví dụ giống như là cái con rắn vậy, cái gì con rắn. Vậy con rắn á, thì nó đi tìm tòi, nó tìm tòi và nó luôn luôn nó nuôi nhủi ở trong cái hốc lá rồi bụi rậm, nó chui vô trong đó. Thì con mắt của chúng ta là luôn luôn đi truy tìm cái cảnh sắc, mà cảnh sắc mà chúng ta tự cho là, nếu mà chúng ta tự cho là đẹp á, thì hay hoặc là người đẹp. Bởi vì nếu như mà mình nói rằng chúng ta thấy rằng là nếu mà mình không có cái sự thu thúc á, thu thúc ở đây là gì? Đức Phật ngài nói rằng khi mắt mà nhìn thấy cảnh sắc á, thì chớ có nắm giữ tướng chung hay là tướng riêng. Bởi vì tướng chung hay tướng riêng ở đây đó là ngài nói về con người. Khi mà mình nắm giữ tướng chung có nghĩa là một người mà thấy người nam hay người nữ, biết người nam người nữ đó, người già hay người trẻ, biết người già hay người trẻ đó, tứ già trẻ, già thì khác, trẻ thì khác, rồi nam thì khác, nữ thì khác. Mà trong cái ái tham của con người đó, thì tự động khác giới là tự động sinh ra một cái, nếu mà chúng ta không có tự
thúc sinh ra một cái nhìn, cái nhận xét từ ở cái sự đắm nhiễm đó, đắm nhiễm đó, cho nên là nắm giữ tướng chung là chấp cho rằng người nữ già hay trẻ. Nhưng mà tướng riêng á thì ở đây là chỉ cho các cái vẻ của bên ngoài, cái vẻ của bên ngoài tức là mái tóc hay là con mắt hay là mắt hay là tai hay là mũi hay là màu hay là tướng đi vân vân hay giọng nói, thì cái đó được gọi là tướng. Nhưng mà do mình chấp giữ tướng chung và tướng riêng đó thì cái gì mà chúng ta thấy nó là khả ái, khả lạc, khả ỷ đó thì chúng ta đắm nhiễm vô. Chúng ta đắm nhiễm vô. Đắm nhiễm thì chúng ta thấy rằng cũng không có ít cái chuyện mà nam trai gái mà họ thương nhau, họ yêu nhau rồi cuối cùng họ họ phải khổ sầu, không đến với nhau được á. Thì khổ, phải không? Không đến với nhau được mà lỡ thương nhau mà không đến với nhau được là khổ. Cho nên trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật có ví dụ rằng là khổ chết khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, mà ghét mà gặp mặt nhau thì cũng là khổ. Cho nên cảnh mà mình thấy là khả ái, khả lạc, khả hỷ đó thì mình đắm nhiễm ở trong đó, mình đi truy tìm cái đó. Thí dụ giờ mình nói con người, mình yêu, mình thương ai đó, có một chàng trai thương một cô thiếu nữ, một người phụ nữ, hay là một người phụ nữ thương một người vân vân. Nếu mà không đến với nhau được thì hàng ngày đêm luôn khoái, luôn luôn là nhớ thương, luôn là lửa tham. Lửa tham nó thiêu đốt, nó đốt nóng. Vì vậy cho nên là ở đây mới nói là ưu não đó. Ở trong kinh này, ở đoạn này gọi là ưu não ở trong hiện tại. Ưu não ở trong hiện tại. Rồi đó là chúng ta nói đến cái việc mà nói là cảnh mà nó khả ái, khả lạc, khả hỷ. Còn nếu mà cái cảnh mà nó khả ố là ghét á. Cái cảnh mà chúng ta thấy là cảnh nó không đẹp, mình cho là không đẹp. Sự thật ra là những cái cảnh nó cũng chỉ chẳng qua là chế định thôi. Cây cối, hoa lá, nhà cửa thì nó cũng chỉ là một phần của sự chế định, cái nhận định của mình bằng cái sự giả định thôi, chứ không thể nào nói đó là hoàn toàn là sự thật. Nó là đúng như bản chất con người á, sự thật là chân đế, bởi sắc pháp nó là chân đế mà. Sắc pháp là chân đế, nhưng mà rồi đó là mình giả định là cho cái này đẹp hoặc là cho cái kia xấu đó thì đều là giả định hết, đều là tục đế hết, theo cái suy nghĩ, cái quan điểm giả định của mình. Cho nên cái gì mà mình thấy rằng cái cảnh nó không được đẹp thì mình không muốn nhìn nó, hoặc là cái người mà mình, cái người xấu mình cũng không muốn nhìn. Ngược lại cái người đẹp thì mình muốn nhìn, rồi là cái người mà mình không ưa thì mình không muốn nhìn. Tức là cái người mà mình không có hài lòng cái việc gì đó trước đó, hay hoặc là do một chút cử chỉ gì đó mà mình lời nói, hành động, cử chỉ làm cho cái người đó họ không có ưa thích cái người kia đó, thì rõ ràng cái cảnh đó nó là cái cảnh mà nó khó chịu. Mà đó là một cái trạng thái của tâm sân, trạng thái của tâm sân. Cho nên là khi mà mình đối diện với cái người mà mình không ưa, đối diện với cái cảnh mà mình không ưa đó, nó cũng tạo ra cái phản là mình khó chịu ở nội tâm. Đó là sân tâm sân khởi. Và khi mà sân tâm sân khởi á, thì có những cái hành động, quý vị thấy có những cái hành động, lời nói hoặc là hành động, hoặc là lời nói á, thì chửi rủa, mắng nhiếc, nói xấu, nói vân vân, nói chung là như vậy. Họ sẽ có những cái lời nói nó không được hay, không được đẹp bằng cái ác khẩu của cái người đó. Hoặc là họ có những cái hành động đánh đập, hoặc là tìm cách này cách kia, hãm
hại, tra khảo vân vân, nó làm cái tổn thương đến cái người mà mình nghĩ là không thương không ưa. Cho nên khi mà mình tạo cái nghiệp đó ra đó, khi mà mình sân giận á, mình đánh đập chửi rủa, thì là cho ta thấy ở đời mà mình sân sự, tức là mình mắng chửi người ta cũng đâu có nhịn mình hoài, thì nó có chuyện thôi. Và chính bản thân của cái người đó đó, họ cũng đang dần dần nóng nảy ở trong lòng. Cho nên là cái điều đó là do thu thúc đó, không có thu thúc nhãn căn đó. Bởi vì xúc thì sẽ là duyên cho thọ, thọ thì sẽ duyên cho ái. Trong giáo lý duyên khởi là như vậy. Xúc là gì? Xúc là căn cảnh gặp lại thức sanh khởi, thì cái đó được gọi là xúc. Bởi vì ba cái pháp đó gặp lại giao thoa với nhau đó, thì gọi là xúc. Mà xúc thì sẽ là sinh ra cảnh duyên cho thọ. Thọ ở đây đó là chúng ta hiểu đó là cái sự bao gồm cả thọ khổ, tức là cái cảm thụ của mình, cảm thọ của mình ở trong cái cả thể chất lẫn tâm lý của mình. Nếu mà nói thể chất là dễ chịu thì đó là thọ lạc, thể chất khó chịu đau đớn bởi cái gì đó thì cái đó thọ khổ. Rồi tâm lý của chúng ta cái gì hay, mà cái tâm lý của chúng ta đó là cái gì không hài lòng, bất mãn, thì đó là thọ ưu. Nhưng mà có trạng thái nữa là trạng thái thọ xả, tức là nó không có thiên về thọ hỷ và nó không thiên về thọ thọ ưu, mà nó là một trạng thái quân bình đó. Thì Đức Phật Ngài nói hả, có thọ thì sẽ là duyên cho ái. Ngay cả cái ái của tâm sân cũng thọ ưu cũng duyên cho ái nha. Rồi thọ khổ cũng duyên cho ái nha. Rồi thọ lạc cũng duyên cho ái nha. Thọ hỷ duyên cho ái. Thì thọ lạc và thọ hỷ thì mình nói là duyên cho ái, mình dễ hiểu. Tại vì mình xúc chạm cái vật gì đó mà mình cảm thấy dễ chịu, hay là mình chạm một cái gì đó thì mình cảm thấy nó dễ chịu thì mình thích thú, vậy thôi. Còn nếu mà cái gì mà thân mình nó đau đớn quá, mình bị cái vật gì nó đánh vô, hoặc mình bị vết thương, hay là cái một ghẻ gì vân vân, mình cảm thấy nó đau nhức chịu, hoặc cái con này con kia nó cắn mình á, thì mình cảm thấy nó khó chịu, nó đau nhức, nó ngứa ngáy, thì mình cảm thấy nó khó chịu. Thì cái trạng thái khó chịu đó là trạng thái của thân thọ khổ. Thì cái tâm á thì tạo ra cái thọ ưu là khó chịu, khó chịu thân thì nó đau đớn như vậy. Thì cái điều đó chúng ta dễ dàng cảm. Nhưng mà thọ ưu á, nó cũng là một trong những cái trạng thái mà duyên cho ái nữa. Vì sao? Quý vị thấy rằng nhiều khi mình nghĩ đến những cái điều mà mình đã trải qua khổ sở, đây mình cũng đã qua một cái thời gian gian trưng rồi, bây giờ đã qua hết cái cảnh gian trưng rồi, mình trở lại cuộc sống thanh bình rồi, ví dụ vậy. Thì mình ngồi mình nhớ lại những cái cảnh đó, nhớ thương mang những đó là một cái điều hãnh diện đối với con cháu, đối với người chung quanh, hay là cảm thấy điều đó là điều tự hào mà mình cần, và mình nghĩ miên man đến những điều đó. Cho nên có nhiều khi đó là chúng ta đã từng qua cái thọ khổ mà chúng ta vẫn duyên cho ái. Hoặc là nhiều khi chúng ta biết rằng cái một ghẻ nó đau nhất ở trong cơ thể đó, cái một ghẻ nó đau nhất ở trong cơ thể của mình, sự thật ra mình gãi đã ngứa, nhưng mà nó đau nhưng mà nó đã ngứa. Ai có từng bị một ghẻ thì mình biết đó, mình gãi vô nó đã ngứa lắm nhưng mà nó đau, thấy không? Da non chỗ đó nó bị vết thương mà rờ vô, cạo vô hay chặt vô, móc vô á, thì nó sẽ đau, nó đau lắm nhưng mà nó đã ngứa. Như vậy thì ở đây đó mình hiểu đó là thọ ưu nó cũng duyên cho ái, thọ khổ cũng vẫn duyên cho ái, thọ lạc và thọ hỷ thì duyên cho ái đã đành, bởi vì thân xúc chạm dễ chịu, hoặc là cái cảnh gì mà chúng ta nghĩ đến nó, chúng ta cảm thấy thích thú, thì đó là duyên cho ái, là dễ chịu, dễ hiểu rồi.
Nhưng mà đằng này là thọ ưu và thọ phú dẫn duyên cho là với lý do là như vậy. Với lý do là như vậy. Ở đây đó là chúng ta hiểu rằng có nhiều khi đó là trong các cái cảm thọ Đức Phật ngài dạy rằng là duyên cho ái là như vậy. Rồi bây giờ nói đến cái việc mà thọ xả nó vẫn vẫn duyên cho ái đó, là ít ra đó là chúng ta cũng đang bị, đang được, đang bị, đang chấp nhận những cái gì nó đang có, nó đang diễn ra. Thì thọ xả nó không nặng về thọ xả nó không nặng về về ưu hay là về khổ hay là về lạc hay là về hỷ, mà nó ít ra nó đang diễn ra, tức là mình đang chấp nhận nó đang diễn ra. Thì khi mà mình chấp nhận đang diễn ra như vậy thì thọ xả mình chấp nhận nó, như là người ta nói là mình làm thinh là đồng ý, thì mình chấp nhận với những cái gì nó đang diễn ra, thì có nghĩa là cho thủ thôi. Ái thì duyên cho thủ, ái duyên cho thủ. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mắt thấy cảnh sắc đó, là do xúc, tức là căn cảnh gặp lại thức sanh khởi, thì xúc, xúc thì sẽ là duyên cho thọ, thọ thì sẽ là duyên cho ái. Khi mắt nhìn thấy mà mình nhận gọi là chấp giữ tướng chung và tướng riêng đó, thì nó sinh ra những cái trạng thái mà mình biết rằng là ưu não hay là hỷ lạc, nó đều là do phiền não sanh khởi, hoặc là tham hoặc là sân. Nhắn là phải có sự, tức là phải có cái sự không nhận chân đúng của nó, cho nên là chúng ta mới chấp nhận cái cảnh đó là như vậy, cái trạng thái tâm là như vậy. Bây giờ nói đến cái tai của chúng ta đó, là có thể ví giống như một trong những âm thanh chúng ta nghe, cái âm thanh, âm thanh gì mà nó du dương, nó trầm bổng, từ tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng đàn, vân vân. Chúng ta nghe nó thích, nó lân la, nó trầm bổng thì chúng ta thích. Nhưng mà cái âm thanh nào mà nó chát chúa thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó. Mà mình tập cái tâm của mình á, khi nghe cái cảnh nào dù là cái cảnh mà du dương trầm bổng như tiếng nhạc thì chúng ta cũng đừng nên thấp thích, thích thú với nó, tìm kiếm với nó. Tìm kiếm. Chúng ta thấy rằng nó là nhiều khi cũng vì cái âm thanh đó mà người ta cũng đã chịu khổ. Không phải là nó khổ, mình nghe nhạc là mình khổ, không phải. Nhưng mà người ta phải đi tìm cái đó để người ta nghe, hoặc là người ta nghe rồi người ta cũng quên mình ở trong cái điều đó. Hoặc là có nhiều cái tình trạng, có nhiều cái tình trạng mà khi mà tâm mà không đó, thì rõ ràng từ ở cái nghe đó đó, nó sinh ra nhiều cái hệ lụy sau này, đó là sinh ra những cái phiền não ở hiện tại, sự u bi ở trong hiện tại, sự khó chịu, hoặc là nhiều cái việc hành vi mà chúng ta không có kiểm soát được đó, thì chúng ta gây ra những cái quả mà mình gọi là chúng ta tạo nhiều cái nghiệp do thân khẩu đó. Thì cái quả nó sẽ đến với mình ngay trong đời sống hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại. Từ ở cái nghe đó, cái nghe đó. Mình thì một người bình thường thì thích nghe tiếng khen, mà gây sợ, không muốn nghe tiếng chê. Rồi mình thích nghe cái âm thanh trầm bổng du dương như tiếng nhạc, tiếng đóng vậy. Nhưng mà mình không muốn nghe cái tiếng chát chua. Hoặc là với một người nghe đó thì đi tìm cái cảnh đó, đi tìm cái cảnh đó bằng mọi cách đi tìm, thậm chí tạo ra nhiều cái ác nghiệp để mà mình tìm cho có được cái cảnh âm thanh đó. Mình biết. Thế hoặc là chúng ta thấy rằng là chỉ có những cái lời nói mà hai người cãi vã với nhau thôi, cãi vã với nhau thôi. Chỉ có hai người cãi vã nhau thôi, một người nói như thế này. Mình xét kỹ thì trên cuộc đời này thì mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Nếu mà mình suy xét, mỗi người có cái nghiệp riêng, người ta cũng có cái nghiệp của người ta, mình cũng có cái nghiệp của mình, ví dụ vậy. Rồi người ta nói cũng là ngôn từ, cái lời nói, âm thanh nói qua thôi.
Nếu mà mình nghe kỹ, tại vì lúc ta đang giận người ta nói vậy, mà mình giận nữa, mình không có suy xét kỹ, thì nghe người ta nói là mình bay lại, mình nhảy người ta, hay là mình giết chóc người ta, là mình khổ người ta, hoặc là người ta. Rồi từ cái chuyện mà không có kiểm thúc chính mình á, thì nó xảy ra những cái sự xung đột cá nhân giữa người này và người kia, giữa tập, giữa một cái nhóm này và nhóm cái nhóm người kia. Chỉ có lời nói thôi, chỉ có lời nói thôi, mà chỉ có cái lời nói mới có ban đầu, chỉ manh mún nho nhỏ, mà mình không có sự thu thúc nữa, thì rõ ràng là mình xét thấy rằng âm thanh nó cũng chỉ là âm thanh. Nếu mà cái tâm mình để ý tới cái âm thanh đó thì mình sẽ thấy rằng, rồi mình sự suy xét mình nghĩ cho kỹ là mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Và nếu như mà mình tạo cái nghiệp bất thiện từ cái lời nói hay là hành động gây tổn thương cho cái người đối phương đó, thì rõ ràng là mình cũng tạo ra cái nghiệp như vậy. Thì mình ngay lập tức mình dừng lại liền, dừng lại liền trong cái nghe của mình, hay là trong cái thấy của mình cũng vậy. Bởi vì cái lỗ tai nó giống như cái con cá sấu vậy đó. Con cá sấu nó nằm im ở dưới mặt nước, nhưng mà nó nghe, nó là vậy, nó sẽ chú ý đến. Rồi khi mà chú ý như vậy, bắt đầu nó chờ cái cơ hội thích hợp nhất là nó bay lại, nó bắt cái con mồi liền. Thì cái gì vậy, lỗ cái tai của tôi chúng ta cũng vậy, giống như cái con cá sấu mà nằm để nghe, lắng lặng để cái âm thanh đâu xa gần, bình thường không có để ý tới đâu, nhưng mà lúc nào yên lặng, càng yên lặng thì chúng ta lại càng chú ý xa hơn nữa. Nếu mà mình không có chánh niệm và tỉnh giác thì rõ ràng là mình để cái tâm mình bởi cái âm thanh nó chạy, cái tâm của mình chạy theo các cái âm thanh đó. Từ đó mình mới sinh ra cái phản ứng là mình khó chịu, khó chịu. Thì mình nói ở trong hiện tại là vậy. Nhiều khi rồi do cái âm thanh nghe cái lời nói không mà mình thấy khó chịu, thì quánh đập, đuổi mắng hay là gây tổn thương, rồi cuối cùng là tù tội, rồi là đủ chuyện, sinh ra bao nhiêu cái chuyện mà mình thấy ở xã hội nó đều, nó có những sự diễn biến là như vậy. Rồi bây giờ mình nói đến cái lỗ mũi của mình. Cái mũi của mình thì đi tìm cái mùi thơm mà. Mùi thối thì mình khó chịu, mùi thơm thì mình thấy cảm thấy dễ chịu. Ngửi thì đi tìm tìm cái mùi đó. Thì cái lỗ mũi của chúng ta đó là thích đi ngửi cái, tìm cái ngửi cái mùi thơm, rồi tìm cái ghét ngửi cái mùi thuốc, nghe cái mùi thuốc phản ứng khó chịu. Sự thật thơm thối là cái nhận định do cái khứu giác của mình thôi, cái khứu giác của mình nhận là thơm thối. Nhưng mà rồi đó thì sự thật ra thì cái cảnh đó nó cũng đâu có hoài được. Nếu mà mình qua rồi thôi, hoặc là mình đổi chỗ đó thôi, hoặc là nhưng mà mình nghĩ cho kỹ đó, thì mùi á thì nó phải có mùi thơm và mùi thối, mùi thơm và mùi thối. Rồi á là cái gì mà thơm á thì mình cũng không nên đắm nhiễm, đi tìm kiếm bằng mọi giá, mỗi cạo ra cái nghiệp điện từ thân khẩu ý đó để có được cái mùi thơm, hay hoặc là gặp được cái cảnh cái mùi thối thì chúng ta khó chịu, phản ứng chống trái liên tục để như thế này thế nọ. Thì nếu như mà mình có một cái sự thu thúc á, thì thơm thối nó cũng chỉ là bình thường do cái lỗ mũi nhận định. Cho nên là nếu mà chúng ta thấy rằng do cái trạng thái ở nội tâm của mình, chúng ta thấy ở trong cái lỗ ngũ của chúng ta theo di diệu pháp á, thì từ ở cái gọi là khai môn lộ ngũ, khai môn lộ ngũ tức là lộ ngũ chỉ cho mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta đó, mắt tai mũi lưỡi và thân của chúng ta, gọi là năm cái cảnh
gọi là lộ ngũ, khai môn lộ ngũ thì tiếp thâu là thẩm tấn, thâu thẩm tấn lúc đó rồi bắt đầu là đón định xong rồi tới động lực. Động lực từ cái động lực nó tác tạo thành nghiệp, mà cái gì mà chúng ta ưa thích thì nó trở thành cái tâm tham, và cái gì mà nó không ưa thích thì nó trở thành cái tâm sân. Mà sân và tham nó là hai tâm bất thiện ấy. Tâm bất thiện ấy. Thì bây giờ khi mà mũi ngửi mùi ấy, thì chúng ta biết ngửi thôi. Nếu một người có thu thúc ấy, thì mình biết ngửi cái mùi đó, và mình biết như vậy thôi. Không nên tham đắm đối với mùi thơm, và cũng không nên chán ghét khó chịu đối với cái mùi thôi. Như vậy thì đó là cái cách mà mình thu thúc đối với các cái giác quan của mình. Cái điều nữa đó là lưỡi của chúng ta thì thích thức ăn ngon, ngọt, bùi, béo, vân vân, ví dụ vậy. Rồi đó là cái gì mà cái thức ăn gì chúng ta thấy là trong cái văn hóa thực phẩm mỗi vùng miền nó cũng đã khác rồi, đừng nói tới là quốc gia dân tộc của nó khác nhau nữa. Mỗi vùng miền đó khác, thì cho nên là một trong những cái cách mà mình thu thúc trong cái việc mà lưỡi mà mình nếm ăn các cái thức ăn. Người phải ăn phải như thế này, ăn phải như thế kia, có cái này mới được mới ăn, còn không có cái này thì không ăn, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là mình chính gây cái sự khó khăn cho mình, gây sự khổ cho mình, làm bằng mọi cách để họ có được cái đó họ ăn. Thì nhiều cái này nè mà đấm nhiễm dính mắc ở trong đó cũng do cái ăn, cái mà chúng ta nếm, cái lưỡi mà chúng ta nếm. Lưỡi nếm thì nó bao gồm cả thức ăn và thức uống, thức ăn và thức uống. Cho nên cái gì mà chúng ta cảm thấy nó hợp khẩu vị thì chúng ta thích thú, mà không hợp khẩu vị thì chúng ta chán ghét nó. Và tất cả nếu mà mình nói trong các cái vật thực lưỡi của mình thì Đức Phật ngày dạy rằng mình ăn thì cũng chỉ là ăn thôi, mình thu thúc như vậy, không nên đắm nhiễm trong các cái ăn của nó. Rồi cái thân thể của mình cũng vậy, thân thể của mình đó là thân của mình á, thì mình hiểu nó là thân tứ đại, mà mình gọi cho đủ lần. Nhưng mà nói về thể chất thì tứ đại, nói tứ đại thì cũng chỉ nói là năm cái, bốn cái giới tiêu biểu, bốn giới tiêu biểu là đất nước lửa gió thôi. Nhưng mà sự thật ra nó còn có nhiều sắc khác để phụ thuộc khác đó, để tạo nên cái thân này, để tạo nên thân này. Cho nên cái sự xúc chạm đó, khi mà mình cảm thấy im dịu thì mình thích thú, nhưng mà nó thô kệch, thô ráp hay đau đớn thì mình khó chịu, hay là nóng buốt, nóng rát hay nóng phỏng, hay hoặc là lạnh buốt đó thì mình cảm thấy khó chịu. Thì làm sao đó là ở trong cái trạng thái ở nội tâm. Xin thưa quý vị rằng đối với các cái bậc A-la-hán á, thì các ngài vẫn có cảm thọ, vẫn có cảm thọ, tức là trời nóng lạnh thì các ngài cảm thấy nó cũng nóng lạnh, cũng biết vậy, đói thì cũng phải biết đói vậy. Nhưng mà rồi các ngài do dứt trừ phiền não rồi, cho nên là các cái việc mà thu thúc á, nó không cần nữa, bởi vì các ngài không có phiền não. Cho nên cái phản ứng mà để là tham hay là sân sanh khởi không có đối với các ngài. Còn đối với sanh phàm phu thì nó có những cái phản ứng đó là tham hay là ưu, tức là ưa thích hay là chán ghét đó. Cái điều đó nó đều là chỉ cho cái trạng thái của tâm phàm phu là như vậy. Cho nên là khi nói rằng mình thu thúc các căn, mà thu thúc ở đây đó là gì? Trong các cái việc đi đứng nằm ngồi, mắt nhìn thấy, tai nghe âm thanh, ngửi mùi, lưỡi nếm các cái vật thức ăn, thức uống và thân xúc chạm, chúng ta cần có cái sự thu thúc trong chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm là sao? Là mình biết như vậy thôi. Mình biết như vậy thôi, chứ không phải là mình
mình biết như vậy thôi, chứ mình không có đắm nhiễm ở trong đó, hoặc là mình chán ghét ở trong đó. Khi mà mình đắm nhiễm chán ghét á, thì điều tạo tâm lực á, thiện nó sẽ sanh khởi. Mà bất thiện sanh khởi thì quý vị thấy rằng là ở hiện tại thì người ta sẽ bị chịu nhiều cái khổ não. Khổ não là từ cái việc ăn uống, mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, vân vân, tạo ra cái phản ứng. Nó có nhiều cái hệ lụy ở trong đời sống này, hoặc là tù tội, hoặc là bị người ta đánh đập, hoặc là người ta chửi mắng, hoặc là bệnh, tự mình hành thân khổ mình đi tìm các cái vật đó, mình cũng đã khổ rồi. Rồi ở trong tương lai á, nếu mà ở kiếp tương lai đó mà mình tục sinh á, cũng có cái trong năm ngũ dục này, trong ngũ dục này. Nếu mà mình đắm nhiễm trong cái việc ăn uống, hay là mình đắm nhiễm trong mắt, nó không còn con mắt nữa, mà nó trở thành những cái ấn tượng, trở thành những cái ấn tượng trước khi lâm chung, mình nhớ đến những cái gì đó, nhớ đến những cái gì, nhớ đến những cảnh đó, mặc dù nhớ đến cảnh đó thì nó là lộ ý, nó trạn lại, nó là lộ ý trạn lại. Mà hôm qua mắt thấy, tai nghe, ngửi lưỡi nếm đó, mà bây giờ chúng ta cảm thấy nó là khó chịu hay là đắm nhiễm. Vì vậy cho nên là mình nói rằng khi mà mình lâm chung á, mà mình dính mắt với cái gì đó thì mình sẽ khổ với cái đó. Bởi vì tâm á, tâm làm chủ các pháp mà, ý làm chủ các pháp. Nếu giới ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, ăn là khổ não bước theo sau như xe. Ý làm chủ yếu với ý thanh tịnh, nói lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đức Phật ngày dạy như vậy. Cho nên cái việc mà mình không có rời cái tâm của mình, là nếu mà có cái sự tu thúc trong cái việc mắt thấy, tai nghe, mũi, thân xúc chạm, thì phải nói rằng đó là mình có cái sự tu thúc bằng cái sự chánh niệm, không có đưa đến cái quả khổ sầu. Khi mà mình tâm mình lâm chung, mình nhớ đến những cái cảnh gì mình dính mắt, thích thú, bằng cái sự thích thú, bằng cái sự tham đắm, thì mình sẽ sanh ở trong khổ. Cho nên nó nhiều khi rồi mình thấy mình sắp chết rồi, cái mình cảm thấy mình sợ chết, vì mình muốn được sống cho nên là mình sợ chết mà, nên sợ chết. Rồi như là mình chưa tròn tâm nguyện, tâm nguyện về con cái, tâm nguyện về nhà cửa, tâm nguyện về danh vọng, tâm nguyện về điều chủ thứ, cái gì mà mình nghĩ là mình chưa thực hiện được, mà cái mơ ước của mình muốn làm như vậy mà mình cảm thấy là bây giờ giờ phút cuối cùng mình chưa làm được, mình cảm thấy sự nuối tiếc, thì đó cũng chính là một cái tâm mà dắt dẫn, một cái trạng thái tâm mà dắt dẫn mình sanh ở trong khổ cảnh. Chết mà nặng về tâm tham á, có thể sanh làm ngạ quỷ, có thể sanh làm ở trong địa ngục cũng có. Mà nặng về tâm sân á, thì có thể sanh làm A-tu-la cũng có, sanh vào địa ngục cũng có. Như ở đây chúng ta hiểu rằng một cái người mà do không thu thúc ở trong đời sống á, nó có cái hệ lụy là ngay trong đời sống hiện tại này, bản thân của họ cũng đã chịu khổ. Rồi trong tương lai thì quả báo khổ, có thể sanh vào trong khổ cảnh. Mà ở đây chúng ta hiểu cái điều thứ hai ở trong chi pháp nữa, đó là Đức Phật ngài gọi là tại sao mà không tiết độ trong cái dự ăn uống. Tiết độ trong dự ăn uống, ăn uống là một cái bình thường đối với con người của chúng ta, bình thường, mình nghĩ là bình thường. Nhưng mà cũng chính cái ăn này nè là cái mà làm cho người ta tham đắm, người ta tham đắm. Bởi vì cái tiết độ là sao? Quý vị thấy rằng mình có khi mình ăn nhiều thì mình bị no, bị tức bụng, bị khó chịu cái món ăn. Ngày nào mà mình ăn trúng cái món gì mà nó được trúng cái món gì mà chúng ta thấy cảm thấy vừa khẩu vị của mình món ăn đó mình thích thú, mình ăn quá no,
mình không biết kiểm, không biết vừa thì nó tức bụng, nó sẽ ra trong thực cảm thấy khó chịu. Hồi nhỏ có lúc còn trẻ thì ăn là mình sợ đói, ăn sợ đói, sợ thiếu, sợ thiếu. Nhưng mà rồi là già rồi đó, lớn tuổi rồi đó thì ăn sợ no, sợ no. Tức là mình thấy rằng các cái dưỡng tố mà vô trong cơ thể mình, cái gì nhiều quá nó cũng dư. Hồi nhỏ thì chúng tôi nhớ rằng cái nhiều khi mình ăn đường, ăn chè, mình ăn hết chén này thì tới đường khác mà mình nuốt mình ăn như bình thường. Còn bây giờ thấy đường đã sợ, thấy cái gì ngọt ngọt đã sợ rồi, chè cũng không dám ăn nhiều nữa. Thì phải nói rằng rồi bất cứ cái gì, rồi dầu ăn là dầu mỡ cho đến các cái chất béo cũng phải biết kiêng, biết sợ, biết tránh nó bớt, tránh nó bớt. Bởi vì người ta nói cái câu là cái miệng kiện cái thân ấy. Cái miệng kiện cái thân, chỉ có cái ăn uống không mà nó làm cho mình bị đau bệnh. Nên là trong dược pháp có thể nói bệnh ấy, thì nó có mấy cái nguyên nhân sanh bệnh. Nguyên nhân là do nghiệp sanh bệnh, thứ hai là do vật thực sanh bệnh, cái vật thực uống của chúng ta đó. Rồi thứ ba đó là do tâm của ta mà sinh bệnh. Thứ tư là do thời tiết mà sinh bệnh. Nên là mấy cái nguyên nhân sinh bệnh, chứ chúng ta cũng đừng cái gì cũng đổi thừa là nghiệp hết á. Tại mình ăn uống á, cho nên nó sinh ra bệnh. Cho nên là cũng không ít mà mình thấy rằng những cái thực phẩm mà ngày nay á, mà nó khéo chọn lọc á, thì nó thực phẩm nó bị nhiễm, nhiễm chất độc. Ví dụ như thuốc bảo vệ thực vật, rồi cho đến là trái cây ăn uống cũng vậy luôn. Rồi cơm, gạo, rồi rau, cải, thịt, cá, tàu hũ, vân vân. Cái gì cũng có cái chất độc ở trong. Mà nếu mà nó nhiều quá, nó tích lũy lâu ngày ở trong cái gì, mình sẽ thể sanh bệnh. Sanh bệnh. Cho nên là bệnh nó cũng phải là do cái vật thực nữa, chứ cũng không phải là do nghiệp không. Mà cũng không phải là do thời tiết không, cũng không phải là do tâm không, nhưng mà trong đó nó có một cái nguyên nhân là bệnh là do vật thực. Cho nên là mình biết rằng cái thức ăn nào mà nó làm tổn hại thể của mình thì không nên. Và như vậy thì cái việc mà Đức Phật này dạy rằng là một tỷ kheo mà ba miếng nữa no đó, vậy đó, thì cái đó Đức Phật này nói rằng là mình khéo hộ trì, giống như là mình khéo thu thúc trong cái việc tiết độ, trong việc ăn uống. Mình ăn uống quá no cũng không tốt, mà quá đói thì cũng không tốt. Ăn uống nó vừa nói ăn uống có điều độ. Điều độ tức là giờ nào mình ăn, đúng cái giờ đó mình ăn. Ăn nó vừa gần tới no thì mình vừa dưng, chứ không phải là ăn no quá, mà cũng không phải là đói quá. Cũng không phải là lúc nào đói mới ăn, mình muốn ăn nghỉ, không có đúng giờ ăn có độ. Mình thấy rằng thường thường đó là mỗi chuyển tải dưỡng tố, buổi tối mà mình ăn thì dưỡng tố nó có ăn chiều thì nên ăn. Hoặc là nếu mà mình có những cái thực phẩm khác ấy, hoặc là thức uống giống như các sư thì chiều không ăn. Ví dụ một mức độ vừa chừng. Cho nên là có khi vì cái ăn mà mình cũng khổ sầu ở trong đời sống hiện tại này, tức là mình là phải đi tìm ăn gì, cái ăn đó mà mình phải khổ. Cái thứ hai nữa là do cái ăn đó mà sinh ra nhiều cái bệnh mà trong hiện tại mình khổ. Nếu mà tâm mình đắm nhiễm ở trong cái đó, mình dính mắc ăn uống á, thì ở trong tương lai á, là nếu mà mình chết mà mình lâm chung mà mình nhớ đến cái việc mà ăn uống á, cái việc này việc kia đó, thì một trong những cái tham tâm nó sanh khởi lên. Khi mà tham tâm sanh khởi lên thì quý vị biết rằng cái
cái khổ cảnh nó sẽ chờ với chúng ta, đó là ngạ quỷ hoặc là địa ngục, vân vân, hoặc là bàn sanh. Thì những cái điều đó nó có thể xảy ra ở trong cái đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên là Phật dạy rằng là với một cái vị tỳ kheo, nếu mà có pháp, tức là hai cái pháp mà có thể là hai cái pháp này đó, là có thể là người đó họ trong đời hiện tại họ phải bị u não, nhiệt não, và khi mà thân hoại mệnh chung á, thì cái người đó họ sẽ sanh ở trong khổ cảnh. Nếu như có cái sự thu thúc các căn bằng cái sự chánh niệm, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm á, có một cái sự thu thúc, thì rõ ràng là cái sự thu thúc đó đó nó giúp cho chúng ta được an vui, nó giúp cho chúng ta được an vui trong đời sống hiện tại này. Và khi mà mình mệnh chung á, thì mình không có bị dính mắc ở trong cái tham tâm, không có dính mắc ở trong cái sân tâm. Và nếu mà mình dính mắc ở trong tham tâm sân tâm á, thì chúng ta sanh khổ cảnh. Còn không dính mắc ở trong tham tâm sân tâm, nếu chúng ta còn nhân của luân hồi thì chúng ta còn tái sanh. Nhưng mà chúng ta do tham tâm và sân tâm chi phối như vậy đó, đó là địa ngục hay là bàn sanh hay là Atula hay là ngạ quỷ, cái việc đó nó sẽ dễ dàng ở trong cái đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên nói đến hai cái pháp này đó, là hai cái pháp mà phải nói là nó thực tế ở trong cái đời sống của chúng ta. Thực tế ở trong đời sống chúng ta, mình tu tập ở đâu không xa, tức là tu tập chính cái việc mà chúng ta sinh hoạt, sinh sống hàng ngày, mà ăn uống, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta cần phải có sự thu thúc. Rồi cái việc mà ăn uống tiết độ trong các cái việc ăn uống, nó để làm cho chúng ta khỏe cái thân này, và không cái thân này nó bớt đi cái bệnh, và cái tâm này nó bớt đi cái bệnh. Thì như vậy thì chúng ta có thể đời sống hiện tại chúng ta được an lạc. Mà nếu chúng ta tái sanh ở cảnh giới mới thì chúng ta cũng tái sanh ở trong cảnh giới an vui. Đó là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thu lần thầy, thay mặt đại chúng con xin được thành kính trên thành tòa pháp tân đã từ bi hoàn thị thuyết giảng điều bộ kinh phẩm 28 La Mã cho chúng con để hiểu học và hành theo cho được sự lợi ích, sự an vui. Con xin được thành kính trên thành tòa pháp tân. Dạ, chúng con xin được cung kính đại đức minh hạnh từ bi hoàn thị chúc phúc cho rùm sau nhẹ pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính cung kính đại đức minh hạnh. Om Mangalam Khantu Havena Sada Sute Pagvatu Saplang Rakhantu Sapede Gota Sapanhamma Havena Sada Sute Pagvatu Sute Pagvatu Sapamangalam Rakhantu Sapasam Sada Sute. Tất cả xin chư thiên hộ trì Đức Phật do ngoại đức đức chư tăng các sự người cho quả quân tinh thần đảm bảo cho được thành tựu mãn, cho được thành tựu mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rum. Phát thanh là xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch về và ngồi tam bảo hướng phước báo mà chúng ta mới tạo được trong giây phút vừa qua. Bao thần bao in đều vững bền, có lên thiên đàng trời đao lợi, có nhà sanh hữu tượng